Ca sĩ Mai Khôi bênh vực cho những kẻ chống đối chính trị. Mai Khôi, cô ca sĩ, lắm tài nhiều tật. Trên trang cá nhân của mình, cô luôn tỏ thái độ chống đối chính quyền. Gần đây, khi chia sẻ bài viết trên trang BBC liên quan đến vụ Công an Hà Nội bắt đối tượng Nguyễn Lân Thắng, cô ca sĩ bình luận cho rằng: "Ở Việt Nam cứ hoạt động là bị bắt, hoạt động kiểu gì sớm muộn gì cũng bị bắt, mà không hoạt động gì cũng bị bắt." Cái gọi là hoạt động mà cô đề cập ở đây có thể hiểu là hoạt động chống đối, mà đã hoạt động chống đối thì việc bị bắt là điều không sớm thì muộn. Và lại chẳng có ai lương thiện mà tự nhiên rơi vào vòng lao lý. Cho nên nếu hiểu theo nghĩa này thì có lẽ bình luận của cô đúng ở nửa đầu, còn nửa sau thì hoàn toàn sai. Còn nếu hiểu hoạt động theo ý mà giới dân chửi hay sử dụng thì đó là hoạt động nhân quyền, thì phải khẳng định ở Việt Nam không có một cá nhân nào được coi là nhà hoạt động nhân quyền thực thụ. Bởi nhà hoạt động nhân quyền thực thụ là những người lên tiếng bảo vệ nhân quyền con người khỏi sự áp bức, bóc lột, không phải dựa vào các quy định của pháp luật quốc gia cũng như pháp luật quốc tế. Trong khi thời gian qua, quyền con người ở Việt Nam luôn được nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo một cách toàn diện. Người Việt Nam luôn được tự do đi lại, tự do biểu đạt quan điểm theo quy định của pháp luật, chứ không phải lợi dụng quyền tự do ấy để thực hiện các hành vi trái pháp luật như số bị bắt vừa rồi. Vì vậy, nếu hiểu theo ý nghĩa này thì bình luận của Mai Khôi là sai bét. Nói tóm lại, ca sĩ Mai Khôi cũng chỉ mượn cớ nhân quyền để bênh vực cho số đối tượng chống đối chính trị. Nhưng dù có bênh vực cỡ nào thì với những kẻ vi phạm pháp luật sẽ có bản án thích đáng được đưa ra. Có lẽ cụm từ mỹ miều và phù hợp nhất với Mai Khôi là kẻ tâm thần về chính trị. Bởi những phát ngôn của mình, nhất là trước đây cô từng tuyên bố sẽ vận động khắp nơi để thế giới quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam.